Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh An Tâm Sống Khỏe. Các bạn thân mến, ai trong chúng ta cũng biết, chuối là một loại thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, mọi người thường chỉ biết đến những lợi ích mà khi ăn chuối có thể mang lại vì luôn mặc định trong đầu rằng đây là một loại quả lành tính. Thế nhưng, đừng bao giờ tùy tiện với loại thực phẩm này vì không phải ăn thế nào cũng được và ai ăn vào cũng tốt. Những người mắc các chứng bệnh về dạ dày, tim mạch hay là thận tuyệt đối không được sử dụng loại thực phẩm này nếu không muốn bệnh tình của mình trầm trọng hơn. Ngoài ra, ăn quá nhiều chuối cũng có thể gây ra những tác dụng ngược rất nguy hiểm. Video ngày hôm nay của An Tâm Sống Khỏe sẽ chia sẻ cho các bạn những sai lầm mà mọi người thường hay mắc phải khi ăn chuối. Từ đấy cũng sẽ cùng mọi người tìm ra cách sử dụng loại thực phẩm này như thế nào để hiệu quả nhất. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo nghiên cứu gần đây nhất, trong chuối tiêu có chứa hàm lượng nguồn dinh dưỡng, kali và vitamin dồi dào phong phú, có thể làm da dẻ mềm mại, mắt sáng, tinh lực tràn đầy, kéo dài tuổi thọ. Ngoài ra, còn có nhiều chức năng phòng bệnh khác. Tuy nhiên, hằng ngày nếu bạn ăn quá nhiều chuối, lượng vitamin B6 từ chuối và các thực phẩm khác có thể sẽ được nạp vào cơ thể quá nhiều, gây ra tình trạng quá liều, tổn hại đến sức khỏe. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chỉ nên ăn khoảng 2 quả chuối mỗi ngày. Vì nếu nạp quá nhiều chuối vào cơ thể sẽ gây ra tình trạng rối loạn vitamin và khoáng chất trong cơ thể. Đồng thời, một nghiên cứu về ngưỡng người bệnh của chuối cho rằng, nếu ăn khoảng 40 quả chuối trong một thời gian ngắn sẽ xuất hiện các triệu chứng của tăng kali máu. Điều này sẽ để lại hậu quả làm cơ suy yếu, nhịp tim trở nên bất thường, thậm chí dẫn đến tình trạng tê liệt tạm thời. Việc nạp nhiều kali vào cơ thể cũng có thể gây tổn thương cho thận. Bởi nếu thận không thể làm việc tốt để loại bỏ kali dư thừa trong máu, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Chuối sẽ phát huy tốt tác dụng, thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động khi bạn ăn chúng sau bữa cơm khoảng 1 đến 2 tiếng. Ngược lại, nếu dùng chuối làm thức ăn khi đói thì thật nguy hại. Dưới đây là những người nên hạn chế ăn chuối. Người bị đau dạ dày. Với những người có tiền sử đau dạ dày thì cần hạn chế ăn chuối tiêu và tuyệt đối không ăn chuối khi bụng đói. Vì khi ăn vào, bạn sẽ có cảm giác bị cồn cào hoặc đau bụng. Theo các chuyên gia, với những người bị đau dạ dày, muốn ăn cần ăn chuối đã chín và sau khi ăn cơm no. Lúc này, chuối sẽ có tác dụng bảo vệ và trung hòa axit dạ dày. Người bị táo bón tiêu chảy. Rất nhiều người cho rằng ăn chuối có thể giúp nhuận tràng thông tiện, nên có một số người bị táo bón thường xuyên ăn chuối. Tuy nhiên, chuối không những không giải quyết được chứng táo bón, mà ngược lại còn khiến táo bón nặng hơn. Bên cạnh đó, người đang bị tiêu chảy cũng được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên không nên ăn chuối chín bởi lượng xơ mềm, oligosaccharide giúp nhuận tràng, chất này sẽ làm cho bệnh tiêu chảy nặng hơn. Người bị bệnh thận. Nếu xét nghiệm có kali trong máu cao thì không nên ăn chuối tiêu và các loại rau quả nhiều kali, bởi những loại thực phẩm này sẽ càng làm tăng nồng độ kali trong máu, khiến nhịp tim bất thường, buồn nôn, mạch đập chậm hơn, khiến bệnh càng nặng hơn. Người đang bị đau đầu. Chuối chứa theramin, phenylethylamin và axit amin có thể làm giãn mạch máu. Nhất là những trái chuối quá chín sẽ có hàm lượng các chất này cao hơn. Khi bạn đang chịu cơn đau đầu thì tốt nhất không nên ăn vì nếu ăn chúng sẽ khiến cơn đau của bạn kéo dài. Người đang cần sự tỉnh táo. Bạn có thể ăn chuối trước giờ đi ngủ để có thể nhanh buồn ngủ, nhưng nên tránh ăn chuối khi đang lái xe đường dài hoặc trong những lúc bạn cần được tỉnh táo. Vì trong chuối có chứa tryptophan, một axit amin mà cơ thể không thể tự tổng hợp được. Carbon hydrate trong chuối có thể ngăn chặn các axit amin khác do cơ thể chúng ta tiết ra, cho phép các tryptophan vào não, từ đó tạo ra serotonin. Serotonin sẽ khiến bạn có cảm giác buồn ngủ. Người bị tiểu đường, tim mạch. Nếu bạn đang gặp vấn đề với bệnh tiểu đường loại 2 thì tuyệt đối không nên ăn chuối chín vì nó sẽ làm tăng lượng đường trong máu của bạn. Còn đối với bệnh nhân tim mạch, thường phải sử dụng một loại thuốc chẹn beta làm cho hàm lượng kali trong máu tăng. Nếu bổ sung thêm các loại thực phẩm kali cao như chuối chín sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Nếu không ăn chuối đúng cách, việc sử dụng loại thực phẩm này có thể mang lại những tác hại không thể ngờ đến như sau. Gây đau đầu. Khi ăn quá nhiều chuối thì hàm lượng theramin và axit amin trong chuối có thể làm giãn hệ thống tĩnh mạch, mạch máu, dẫn đến tình trạng lượng máu lên não tăng cao, gây ra những cơn đau nhức đầu.
ảnh hưởng đến dạ dày. Chuối có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, vậy nên ăn chuối lúc nào là tốt nhất? Chuối sẽ giúp cho hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả hơn khi chúng ta dùng sau bữa cơm khoảng 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, không nên ăn chuối khi dạ dày đang trống rỗng vì nó sẽ làm hàm lượng magie trong máu tăng cao, gây mất cân bằng hệ tim mạch và ảnh hưởng đến chức năng của tim. Gây hại cho thận. Kali trong chuối giúp điều hòa các mô cơ bắp và tăng quá trình trao đổi chất. Nhưng khi tích tụ quá nhiều trong cơ thể thì thận sẽ phải hoạt động vất vả hơn để loại bỏ chất thải này ra ngoài. Vì vậy, nếu thận không đào thải được lượng kali dư thừa thì sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Chuối có thể làm bạn sâu răng, tăng đường huyết. Do chứa một hàm lượng đường tương đối cao nên khi ăn vào buổi tối mà không vệ sinh răng miệng thì sau khi ăn sẽ dễ mắc phải nguy cơ bị sâu răng. Gây hại đến thần kinh. Ngoài việc nổi tiếng với hàm lượng kali phong phú, chuối còn là nguồn cung cấp tuyệt vời vitamin B6 giúp bạn duy trì một hệ thần kinh khỏe mạnh. Tuy nhiên, khi không biết cách ăn chuối như thế nào là tốt, sẽ làm vitamin B6 trong máu tăng cao, từ đó sinh ra độc tố gây tổn thương hệ thần kinh, làm suy yếu cơ và tê liệt chân tay. Mặc dù có thể mang lại những tác hại khi sử dụng không đúng cách, thế nhưng các bạn đừng vội liệt chuối vào những danh sách đen những loại thực phẩm cần phải tránh. Vì thực tế, đây là một loại thực phẩm cực kỳ bổ dưỡng và nhiều lợi ích nếu sử dụng đúng cách và phù hợp. Chuối là suối nguồn cung cấp kali. Theo Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia, một quả chuối trung bình chứa 422mg kali, hay khoảng 12% giá trị khoáng chất hàng ngày của chúng ta. Cơ thể chúng ta cần rất nhiều kali để hoạt động bình thường. Đây là loại điện giải giúp cơ co, dây thần kinh thực hiện đúng chức năng, di chuyển chất dinh dưỡng vào các tế bào và mang chất thải ra ngoài, điều hòa nhịp tim và điều hòa lượng muối trong cơ thể. Vậy nên, khi chúng ta không nạp đủ kali, nguy cơ huyết áp và sỏi thận cũng có thể gia tăng và chúng ta có cảm giác yếu và mệt hơn hoặc thậm chí là bị chuột rút. Chuối giúp bổ sung nước cho cơ thể. Thực phẩm rắn như chuối thì liên quan gì tới nước? Ở đây là vai trò của kali trong việc điều tiết cân bằng lượng nước trong cơ thể. Đặc biệt, lượng điện giải cơ thể mất đi như muối, magie, canxi và kali nữa sau khi tập luyện và ra nhiều mồ hôi. Theo Hiệp hội Dinh dưỡng Thể thao Quốc tế, hoạt động tập luyện ở cường độ trung bình hoặc cao có thể tạo ra những thay đổi lượng nhỏ kali của tế bào và vận động viên, nên bổ sung các thực phẩm giàu kali để khắc phục tình trạng mất cân bằng này. Chuối tốt cho hệ tiêu hóa. Một quả chuối cỡ trung bình chứa 3g chất xơ, khoảng 10% lượng xơ cần nạp hàng ngày. Chuối còn chứa prebiotic, một loại chất xơ lên men giúp các loại vi khuẩn có lợi trong đường ruột phát triển. Đây là lợi ích rất lớn cho sức khỏe của chúng ta nói chung vì nghiên cứu đã chỉ ra rằng các loại vi khuẩn có lợi giúp cải thiện khả năng tiêu hóa, giảm thời gian bị cảm lạnh và thậm chí là hỗ trợ giảm cân. Chuối là thực phẩm hoàn hảo trước khi tập luyện. Thực phẩm tốt nhất chúng ta cần ăn trước khi tập luyện là thực phẩm chứa nhiều đường tự nhiên để tạo năng lượng, nhưng lại không gây khó chịu cho dạ dày. Chuối đáp ứng cả hai tiêu chí này và rất tiện lợi mang theo người. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng chuối có chứa những hợp chất giúp cải thiện hiệu quả tập luyện. Mặt khác, chuối cũng có lợi khi ăn sau tập luyện. Một nghiên cứu quy mô nhỏ được công bố trên tạp chí Pilos One chỉ ra rằng một số hợp chất và hóa chất thực phẩm trong chuối có thể đóng vai trò hiệu quả trong việc giảm hiện tượng sưng viêm do tập luyện, nguyên nhân của tình trạng đau cơ sau khi tập luyện sức bền. Quả chuối dành cho trái tim. Đây là một lợi ích của kali vì kali là khoáng chất quan trọng đối với tim. Các nghiên cứu chỉ ra rằng ăn nhiều kali có liên hệ với hiện tượng mức huyết áp thấp hơn nhiều và giảm nguy cơ đột quỵ. Lý do là vì kali giúp đẩy muối gây áp lực lên tim ra khỏi cơ thể qua đường tiểu tiện, giảm nguy cơ tác động tiêu cực đến tim. Chuối có thể thay đường trong các món bánh. Một trong những lý do chúng ta ăn chuối là vị ngọt tự nhiên và cảm giác mềm mại khi ăn, nên chuối là thành phần lý tưởng trong nhiều món bánh. Chúng ta không thể thay thế đường bằng chuối trong hầu hết các món, nhưng có rất nhiều món chúng ta có thể dùng chuối thay đường. Chuối giàu vitamin B6. Mặc dù vitamin B6 không được vinh danh thường xuyên, nhưng đây là loại vitamin thiết yếu. Chuối chứa gần 1/3 lượng vitamin B6 chúng ta cần hàng ngày. Và đây là vitamin hỗ trợ cho phát triển não trong thời gian mang thai và hỗ trợ các phản ứng của enzyme trong quá trình trao đổi chất.
chuối có thể giúp chúng ta kiểm soát khẩu vị. Ăn chuối trong chế độ ăn cân bằng giúp chúng ta kìm hãm cảm giác thèm ăn. Chuối chứa một loại chất xơ gọi là chất kháng tiêu, giúp chúng ta nạp ít calo hơn và kiểm soát được khẩu vị. Chuối giúp thận khỏe mạnh. Mỗi ngày một quả chuối, thận sẽ không thấy đuối. Trong một nghiên cứu với 61 phụ nữ Thụy Điển, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người ăn nhiều trái cây và rau hơn 75 suất mỗi tháng hoặc khoảng 3 suất mỗi ngày có nguy cơ bị ung thư biểu mô thận, loại ung thư thận phổ biến nhất, thấp nhất. Khi các nhà nghiên cứu xem xét cụ thể từng loại trái cây thì chuối là loại tạo ra tác động lớn nhất do có hàm lượng phenolic cao. Loại hợp chất này tạo ra tác dụng chống oxy hóa. Một nghiên cứu quy mô lớn khác đối với hơn 90.000 phụ nữ cũng cho thấy rằng phụ nữ tiêu thụ hơn 4.000mg kali hàng ngày có nguy cơ bị sỏi thận thấp hơn 35% so với phụ nữ tiêu thụ dưới 2.000mg. Nguyên nhân là kali giúp cho cơ thể loại bỏ lượng canxi dư thừa, là nguyên nhân chính của loại sỏi thận phổ biến nhất hiện nay. Chuối mang đến nhiều lợi ích như thế, nhưng nếu ăn sai thời điểm, chúng sẽ mang đến các tác dụng phụ, thậm chí là gây hại cho sức khỏe của chúng ta. 1. Muốn ăn chuối đúng cách thì nên chọn chuối chín kỹ. Theo một số nghiên cứu gần đây trên thế giới, chuối chín kỹ có chứa hàm lượng chất chống ung thư và oxy hóa cao hơn chuối xanh. Đặc biệt, vỏ chuối càng sậm, có nhiều đốm đen, càng có khả năng tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Vì thế, đừng chê vẻ bề ngoài mà bỏ qua lợi ích tuyệt vời của chuối chín các bạn nhé! Chuối chín mang lại rất nhiều chất dinh dưỡng hơn chuối xanh. Tuy nhiên, những người đang mắc phải bệnh tiểu đường thì nên cân nhắc thật kỹ hoặc tư vấn ý kiến của bác sĩ trước khi ăn chuối chín nhằm tránh tăng thêm lượng đường trong cơ thể. 2. Ăn dưới 2 quả mỗi ngày. Chuối có chứa hàm lượng chất kali cao, vì thế khi ăn quá 2 quả chuối một ngày, lượng kali tích tụ trong cơ thể quá cao sẽ dẫn đến tình trạng rối loạn nhịp tim, suy yếu cơ, thậm chí làm tê liệt cơ thể tạm thời. Ngoài ra, lượng kali cao cũng ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của thận, gây khó khăn cho việc đào thải chất, từ đó có thể dẫn đến những tác hại nghiêm trọng cho cơ thể. 2 quả là lượng chuối vừa đủ tốt cho mỗi ngày. Bên cạnh đó, chuối chứa nhiều chất dinh dưỡng. Vì vậy, khi ăn quá 2 quả một ngày sẽ gây ra tình trạng thừa chất, dẫn đến rối loạn các loại vi chất trong cơ thể. Không ăn chuối khi đói. Chuối chứa hàm lượng cao chất magie. Vì thế khi ăn chuối khi đói, lượng chất này sẽ tác dụng trực tiếp, gây ảnh hưởng đến quá trình co bóp và làm tổn thương dạ dày, thậm chí là gây nguy hiểm cho tim mạch. Ngược lại, khi ăn chuối vào buổi chiều tối, hàm lượng chất serotonin sẽ phát huy tác dụng giúp bạn có giấc ngủ sâu và bình yên hơn. Không ăn chuối khi bị đau đầu. Lượng axit amin trong chuối sẽ làm giãn các hệ thống tĩnh mạch, làm tăng lượng máu dẫn lên não, gây ra triệu chứng nhức đầu. Những người đang đau đầu tuyệt đối không nên ăn chuối, bởi nó sẽ làm cơn đau hiện tại trở nên trầm trọng hơn. Bên cạnh đó, các bạn cũng cần phải chú ý khi kết hợp chuối với các loại thực phẩm khác. Khi ăn chuối, bạn nên tránh kết hợp với một số loại thực phẩm sau đây để tránh gây ảnh hưởng cho sức khỏe của bạn. Khoai sọ, khoai lang không được ăn cùng chuối. Nếu kết hợp như vậy, sẽ khiến bạn bị đau dạ dày và gây chướng bụng. Chuối và sữa chua có nhiều chất dinh dưỡng không kỵ nhau. Ngược lại, các chất dinh dưỡng trong chúng có thể bổ sung cho nhau và mang lại lợi ích rất lớn cho cơ thể con người. Hầu hết, sữa chua không chứa chất xơ và vitamin C, còn chuối không chứa vitamin A, D, protein và hàm lượng vitamin B2 là cực kỳ thấp là tốt. Tuy nhiên, đối với một số người dễ bị tiêu chảy thì sữa chua để trong tủ lạnh kết hợp với các lacein trong chuối sẽ gây ra đau bụng và các bệnh tiêu chảy. Không nên ăn chuối với khoai tây vì sự kết hợp đó có thể dẫn đến một số phản ứng hóa học, trong đó sẽ sản xuất chất độc và gây ra các đốm nâu trên khuôn mặt. Tuy nhiên, nếu thời gian ăn khoai tây và ăn chuối cách nhau khoảng 15 phút thì những rủi ro đó sẽ giảm. Chuối không nên ăn cùng với dưa hấu. Điều này là bởi vì trong dưa hấu có chứa hàm lượng đường có thể lên tới khoảng 15% và nó cũng rất giàu kali. Chuối cũng rất giàu kali và nồng độ của kali trong chuối dao động từ 283 đến 472mg trên 100g. Vì vậy, bệnh nhân suy thận không nên ăn những trái cây có chứa hàm lượng kali cao như chuối và dưa hấu để tránh những hậu quả xấu có thể xảy ra. Khi đói mà bạn ăn chuối sẽ gây ra tăng nồng độ magie trong cơ thể,
đồng thời sẽ phá vỡ sự cân bằng của magie và canxi trong máu, gây ức chế trên hệ thống tim mạch. Chuối xanh sẽ khiến triệu chứng táo bón thêm trầm trọng. Chuối xanh chứa một lượng cao axit tannic hội tụ ở đường tiêu hóa, ức chế tiết dịch tiêu hóa và ức chế nhu động đường tiêu hóa. Và để sử dụng chuối hiệu quả nhất thì mọi người cũng nên chú ý đến những điều này khi sử dụng. Nên chọn chuối chín kỹ, chín tự nhiên khi ăn. Chuối là một trong những món ăn vặt lành mạnh nhất. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết thời điểm ăn chuối lúc nào là tốt nhất. Những lợi ích bên trong trái chuối đều thể hiện qua màu sắc bên trong của nó. Thông thường, chuối chín vàng sẽ có hàm lượng chất chống ung thư và oxy hóa cao hơn chuối xanh, giúp cơ thể chống lại bệnh tật, lão hóa và sưng viêm. Một điều tuyệt vời khác là khi vỏ chuối càng sậm và có nhiều đốm đen thì dễ tiêu hóa hơn đối với các bệnh nhân bị loét dạ dày và có khả năng hỗ trợ phá vỡ các tế bào ung thư trong cơ thể. Tuy nhiên, khi bắt đầu chín thì chuối cũng mất dần một số chất dinh dưỡng và phải được bảo quản trong tủ lạnh để làm chậm quá trình này. Nên ăn chuối khi nào là tốt nhất? Buổi sáng hay tối, trước hay là sau bữa ăn và nên ăn kèm với gì? Việc lựa chọn thời gian nên và không nên ăn chuối khi nào là rất quan trọng. Nên dùng ít chuối vào bữa sáng vì tính axit cao khi nếm men sẽ gây ra viêm loét dạ dày. Nếu chỉ ăn chuối vào bữa sáng, các chuyên gia sức khỏe cho biết chuối sẽ phát huy tốt nhất tác dụng thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động khi ăn sau bữa cơm khoảng 1 đến 2 tiếng và đặc biệt là vào buổi tối. Có thể ăn chuối cùng với một cốc sữa chua hay mật ong tươi nguyên chất để làm giảm tính axit và kích thích hormone melatonin giúp bạn có một giấc ngủ ngon và sâu hơn. Một ngày nên ăn bao nhiêu chuối là đủ? Chuối rất thích hợp để bổ sung các chất dinh dưỡng cho trẻ em và người già, nhưng cần phải biết ăn chuối như thế nào là tốt. Hàm lượng kali trong chuối lớn, nên nếu ăn quá nhiều chuối trong thời gian ngắn sẽ dẫn đến việc thừa chất và gây ra tác dụng ngược, như làm giảm nhịp đập của tim hoặc có nhịp tim bất thường gây ra tình trạng tê liệt tạm thời. Do vậy, tốt nhất chỉ nên ăn từ 1 đến 2 quả một ngày để tránh tình trạng thừa kali trong cơ thể và có thể thay thế chuối chín bằng các loại hoa quả sấy khô và vẫn giữ được độ ngọt tự nhiên mà hàm lượng chất dinh dưỡng vẫn cao. Ai không nên ăn chuối thường xuyên? Chuối được xem là loại thực phẩm rất bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe, nhưng không phải ai cũng có thể dùng chúng thường xuyên. Bởi vì các thành phần cao trong chuối như kali, magie, đường glucose sẽ gây ra các tác dụng phụ không mong muốn đối với bệnh nhân mắc bệnh như tim mạch, tiểu đường, bệnh nhân hay đau đầu nếu tích tụ chúng quá nhiều trong cơ thể. Ngoài ra, nên chọn chuối từ các cửa hàng bán thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh, có nguồn gốc rõ ràng để không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Không chỉ là một loại hoa quả thông thường, chuối còn được sử dụng nhiều trong chăm sóc sức khỏe và giảm cân là một trong số đó. Giảm cân bằng chuối là phương pháp được nhiều người lựa chọn vì không phải tốn công sức quá nhiều. Bằng việc thay đổi thực đơn hàng ngày với loại trái cây này, bạn sẽ vẫn đốt cháy được đáng kể lượng calo trong cơ thể mà không cần thực hiện tập thể dục mỗi ngày đến mệt lả. Tại sao nên chọn các phương pháp giảm cân bằng chuối? Giảm cân bằng chuối nhờ lượng chất xơ dồi dào. Trong chuối chứa lượng chất xơ không chỉ giúp cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa mà còn giúp giảm cân an toàn. Chúng sẽ giúp làm chậm hoạt động của quá trình tiêu hóa, đem đến cho bạn cảm giác no lâu và giữ lượng đường trong máu ở mức cân bằng. Cảm giác thèm ăn biến mất. Khi ăn chuối, bạn hấp thụ rất nhiều chất kháng tinh bột. Điều này giúp bạn bớt cảm giác muốn ăn, cung cấp một số vi khuẩn tốt cho đường ruột và tạo điều kiện làm việc cho quá trình oxy hóa chất béo hiệu quả. Chuối là phương thức giảm cân hiệu quả. Giảm cân bằng chuối xanh luộc đang là phương pháp giữ dáng được nhiều người ưa chuộng. Liệu thực phẩm này có thật sự giúp đốt cháy mỡ thừa và cho thân hình săn chắc hay không? Nếu có thì ăn thế nào mới tốt? Loại trái cây thơm ngon này là một nguồn kali tốt giúp giảm được sự giữ nước trong cơ thể. Việc ăn chuối mỗi ngày như một bữa ăn nhẹ trước khi ăn bữa chính sẽ tác động đến cải thiện vòng eo của bạn. Giảm số đo từ 40 đến 50% trong thời gian 2 tháng kiên trì thực hiện. Tóm lại, giống như bất cứ một loại thực phẩm nào khác, chuối cũng sẽ phát huy tất cả công dụng nếu sử dụng đúng cách và đúng mức độ. Và ngược lại, rõ ràng, loại thực phẩm này hoàn toàn cũng có thể trở thành thuốc độc nếu sử dụng tùy tiện. Vậy nên, đừng bao giờ chủ quan trước những thực phẩm mà bạn và gia đình đang sử dụng hàng ngày. Đến đây thì An Tâm Sống Khỏe xin được kết thúc video ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi An Tâm Sống Khỏe trong thời gian vừa qua.
Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.